xong rồi. Vâng, con xin cảm ơn má, cảm ơn ba. Ê, cho tôi trẻ chút xíu đi. Là ba nãy giờ nhiều rồi. Em quên. Ừ. Dạ em xin cảm ơn anh Hữu Châu đẹp trai. Ý, cái vụ này chịu. Ủa sao bên đây đứng hình vậy nè? Sao kỳ đứng hình rồi? Ủa sao vậy? Kêu tôi má không đứng hình sao được? Em quên, còn nhập tâm với cái vở kịch kia kìa. Dạ, sửa lại nha. Em xin chào anh Thành Lộc, đẹp trai hơn cái anh này. Đó, phải vậy mới được. Vâng, các bạn biết không, Cẩm Ly rất là bất ngờ và vui khi nhận được lời tham gia của anh Lộc và anh Châu. Tại như quý vị cũng đã biết là anh Lộc và anh Châu thì coi như là công việc là dày đặc luôn à. Cho nên là chắc là thương đứa em gái nhỏ này, cho nên là nhận lời với Cẩm Ly tham gia chương trình. Thì một lần nữa là em rất là vui và cảm ơn anh Lộc và anh Châu rất là nhiều. Thưa quý vị, từ những chương trình Tự Tình Quê Hương ở những số trước thì quý vị cũng thấy là đặc biệt là với cái dòng nhạc mà Cẩm Ly đang theo đuổi, những bài hát quê hương, những bài hát mang những làn điệu âm hưởng dân ca Việt Nam thì bao giờ cũng có rất nhiều kịch tính. Chính vì vậy mà trong những chương trình của Cẩm Ly, sự có mặt của rất nhiều văn nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác của sân khấu, điều đó là điều hết sức là hiển nhiên thôi. Bởi vì bao giờ tất cả những cái bài hát mà Cẩm Ly hát đều có kịch tính rất là nhiều đó. Cho nên đối với Hữu Châu và Thành Lộc được tham gia trong chương trình lần này, vừa là tình anh em nhưng mà đối với chúng tôi cũng là một vinh dự, bởi vì được một ca sĩ nổi tiếng mời thì còn vinh dự nào hơn. Quý vị biết không, nhưng mà tập mọi lần mình nhận lời tập với anh Châu, anh Lộc cũng rất là sợ, áp lực rất là lớn, bởi vì mấy anh tập rất là nghiêm túc, cho nên là coi như là cái nào là không được là tập hoài cho tập cho bằng được. Nhưng mà chính vì vậy á, qua những cái chương trình như thế này thì Cẩm Ly cũng tích góp được một tí xíu vốn liếng, tại mấy ảnh hay chỉ cho Cẩm Ly những cái mảng miếng này kia, những cái chiêu á, em cũng có được thành của để dành. Cảm ơn mấy anh rất là. Thưa quý vị, mà chắc quý vị cũng thấy là ở cái trích đoạn cái lương vừa rồi thì dĩ nhiên là Đăng Trường nè, Cẩm Ly nè, mà một lát nữa các bạn sẽ còn thấy nhiều ca sĩ khác nữa, họ tham gia vào một cái lĩnh vực không phải là tay phải của mình. Nhưng ngay cả tôi và Hữu Châu khi mà được đứng trên sân khấu của một vở cải lương, chúng tôi tập toát mồ hôi mà đôi khi cũng chưa được hài lòng. Thế nhưng mà với một cái cường độ làm việc của Cẩm Ly và của nhiều ca sĩ khác cùng tham gia thì đó là một sự nỗ lực mà phải nói là chúng tôi rất khâm phục. Khâm phục Cẩm Ly vô cùng. Nãy giờ là coi như là anh Lộc nói giùm anh hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh chỉ nói một chút là anh rất vui khi tham gia chương trình này với em. Vâng, em một lần nữa xin cảm ơn anh Lộc và anh Châu rất là nhiều. Cho em gửi hai bó hoa tươi thắm cho anh Lộc. Châu, vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cùng các anh chị em nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình.